Hello, chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái công thức mình hay chơi trên cái con bàn MD5 rông xanh anh em ạ. Đấy, điểm phiên, sau đó anh em sẽ cộng cho mình cái số cuối mã phiên nhá. Công thức rất là đơn giản đúng không anh em? Đấy, điểm phiên cộng số cuối mã phiên này. Vâng, và khi mà kết quả nó chẵn thì anh em sẽ đánh cho mình con tài. Mà đó là lẻ, anh em sẽ đánh cho mình con xỉu nha. Rất là đơn giản, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình áp dụng luôn vào cho anh em xem đây này. Bốn hôm nay là một củ 140k nha anh em nhá. Số 4 này rất là thực tế đúng không ạ? Đấy thì mở vào mình gặp ngay một quả cầu gì đây? 22 à? Phát này à? Thôi cứ từ từ bắt theo xu hướng một tay nữa nha anh em nhá. Bắt 22 nha. Tay này bắt một con tài 40 này. Thì cái vốn với số 4 này chắc là mình lên tầm củ 3 mình nghỉ thôi anh em ơi. Anh em biết tại sao? Ăn 10% là nghỉ mà. Bây giờ cứ 10% cái số lợi nhuận của anh em có ấy. Là cái số ăn 10% theo cái số 4 anh em có. Ví dụ như mình có 1 triệu mình ăn 100. Mình có 1 triệu mốt, mình ăn 100 mốt. Đấy, mình có bao nhiêu nhỉ? Mình có 2 triệu, mình ăn 200. Đấy, mình có 1 chục triệu, mình ăn chục triệu. À, mình ăn 1 triệu anh em. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi, ăn 10%. Bởi vì cái số lãi nó như vậy anh em ạ. Mà mình thấy nó hợp lý nhất anh em nhá. Mình thấy nó hợp lý nhất á. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có cái gì đây? Đấy, chờ thôi. Vừa nổ hũ xong à? Sao còn 202 cổ ấy? Vừa nổ hũ xong anh em ạ. Đít mày. Rất là đen nhá, đéo biết anh em giống mình không? Mỗi khi mình vào là đi cái hũ đéo thì nó cũng vừa mới nổ xong, đi cày thật. Thường xuyên xảy ra một câu chuyện rất là buồn, thường xuyên xảy ra luôn á. Cái là một mẹ 541 luôn anh em ạ, 4 năm rồi tưởng được cười rồi ra một nữa. Tôi không sao. Nó biết xỉu. Ở đây thì anh em có thể thấy là cái bây bắt đầu chúng ta sẽ tính ra công thức nhá. Điểm phiên nó sẽ còn 10. Và cái số cuối mã phiên nó sẽ còn 5 này. 10 cộng 5 sẽ 15 đúng không anh em? Như vậy anh em sẽ quất cho mình con xỉu nha. Vào tiếp một tay bệt xỉu 1 lít luôn này. Thích chơi thì chơi luôn, có cái gì đâu. Thích chơi thì chơi thôi nhỉ anh em nhỉ. Có cái gì đâu mà phải ngại ngô. Thì anh em xem video của mình, nếu mà thấy video mình hay thì đừng quên là bấm like giúp mình nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy. Thì chờ xem cái tay này nó ra cái gì nữa em nào. Rồi ra cái gì đây? 63 ra 1 đít, con mẹ đéo ra 1. Đéo ra 1 anh em ạ, vãi cả trưởng. Cay. Hơi bị cay đấy. Không ra một nhờ. Thôi không sao. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái điểm phiên nó sẽ là con 13. Và cái số cuối mã phiên nó sẽ con 6, 13, 6, 19. Như vậy anh em sẽ đánh một con xỉu tiếp nhá. Có 2 lít này. Con mẹ nó cay nhỉ anh em nhờ. Hào ngói, đây là hào ngói. Ra gì đây, cố lên. Làm con gì nhỉ? Địt mẹ làm con gì nhỉ anh em nhỉ? Làm con xỉu thì ngon. Cái cửa này có khi nó cũng ra xỉu được mà, có khi nó cũng ra tài được. Nhưng mà khả năng cao nó sẽ ra xỉu hơn anh em ạ. Mình cũng thấy xỉu nó đẹp mà. Ui ôi. Chịu anh em ạ, nè chịu. Cái lồn mẹ định chốt một củ 3 mà nó khó thế cả. Nè, từ từ anh em nhá. Từ từ bình tĩnh. Ở đây thì cái điểm phiên nó sẽ là con 13, tiếp tục là con 13 và nó sẽ, ở đây nó sẽ là con 7. Số cuối mã phiên nó sẽ còn 7, 13 cộng 7 sẽ bằng 20 đúng không anh em? Như vậy đánh tài nhá. Đéo hiểu kiểu gì anh em ạ, thực sự luôn đấy. Cay nhờ. Cố lên anh em ơi. Hy vọng là cái tay này chúng ta sẽ được bố nha. Mẹ, bố lại gỡ lại cái anh em ạ. Địt mẹ đéo hiểu sao gỡ được cái tay đấy cơ. Mình thấy nể thật á. Rồi anh em xem này. Tay là xỉu ơi.
Ôi giời ơi, ôi rồi. Adu. 2 3 ra 6 anh em ạ, thực sự đi đã rất là ngon, rất là may gỡ được cái gốc của đấy. Gỡ cái gốc không oảng mẽ rồi đi con mẹ, sợ thật anh em ạ. Và ở đây thì lấy lại được tí là tư cười đấy. Ở đây điểm viên nó 11 này và cộng với con 8 ở đây là bằng 9 nhá. Là sẽ bằng 19 đúng không ạ? 11 cộng 8 bằng 19, như vậy là anh em sẽ đánh con xỉu. Tay này bẻ xỉu rồi anh em ạ. Hay là nó ra đi mày nó đi cầu kiểu ai vào 4 nhỉ? Thôi tao cứ bẻ xỉu làm 185k xỉu đi nhỉ. Cái lồn mé. Nặng 23 là chán anh em ạ, cũng tưởng là oảng luôn rồi chứ. Nhưng mà bằng một cái phép màu đó đẳng cấp thì nhà cái đã cho mình win anh em ạ, không phải là lót cái pha đấy. Đó đi mẹ. Cay thật sự. Tưởng oảng phát đấy nữa thì mẹ bỏ game mẹ đi chứ đéo nữa. Bịp sâu thế, bịp gì ngon em. Cầu đẹp như thế mà vẫn địt mẹ mày. Đi đây. 53 địt con mẹ nó vãi luôn anh em ạ. Lại oảng tiếp. Như vậy nó đi 234 và cái phát này có khi đứng tài tiếp này. Ở đây thì điểm phiên chúng ta sẽ có con mới đây. Từ từ nó sẽ là con 9 ở đây sẽ con 9 và điểm phiên nó sẽ còn bao nhiêu nhỉ? 12 cộng 9 bằng 21 à, như vậy vẫn bẻ xỉu à? Ừ, bẻ xỉu thì bẻ xỉu có gì đâu. Vào 4 lít xỉu. Bẻ xỉu cũng được. Phát này bẻ xỉu cũng được rồi. Ú đù, đi lại vào tài anh em kìa. Nhìn anh em vào quẳng vào cửa tài kinh như anh em. Đéo mẹ. Quẳng này quẳng ngay chết. Ôi anh em ơi cay nhỉ. Xỉu không ơi, là con tài đây, từ xem nào, xem. Ôi, ít mẹ bên này gấp đôi này, không cân rồi. Hỏng tôi rồi. Má, hỏng tôi thật chứ, ít mẹ hỏng kiểu gì. Lại bú anh em ạ. Ít mẹ quảng vào bên này nhiều này, quảng ngay em nhìn này. Ít mẹ mình cái số nó có người ta vào tài nhá. Số tiền cửa tài này còn gấp đôi với cái cửa xỉu anh em ạ. Mình mà mình cái chơi bàn xanh này mình rất ít khi gặp như vậy nhá anh em nhá. Ít mẹ đến nay đéo nào cái tay này, ít mẹ anh em kết cái quả 234 thế. Tiếp tục anh em ơi. Ở đây thì điểm phiên đã 9 và sẽ là con 0, 9 cộng 0 con 9, như vậy là đánh xỉu tiếp à. Xỉu nên đánh xỉu hay đánh tài phát này. Khó anh em ạ. Thôi mình cho thôi mình nghỉ thôi anh em ạ. Địt mẹ. Tí nữa vừa nãy thì tí khoảng còn 500 anh em ơi. Vãi cả lồn thật, đánh còn 500 thì nó nguy hiểm thật. Thì thôi ăn nẻ cũng được rồi. Thì mỗi ngày chỉ tầm dao động khoảng tầm độ 5 đến 10% số lợi nhuận là mà anh em đấy, 5-10% lợi nhuận thì ở cái số 4 anh em có ấy đấy, em ăn làm sao hợp lý một tí thì anh em chúng ta nghỉ đấy. Như này là mình kiếm được địt mẹ, mình kiếm thêm, đây gọi là khách đi kiếm thêm thu nhập đâu, đúng không anh em? Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhá. Nếu thấy video mình hay thì quên là bấm like cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha.